Thưa quý vị, nằm bên cạnh con sông Túy Loan hiền hòa thơ mộng là làng cổ Túy Loan, một ngôi làng đã gần 500 tuổi thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Làng Túy Loan thì nổi tiếng với rất là nhiều những món ăn đặc sản hấp dẫn như là mì Quảng hay là bánh tráng của làng nghề truyền thống. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng theo Trương Quang Tuấn ghé thăm làng Túy Loan để tìm hiểu về nghề làm bánh tráng truyền thống. Sinh ra trong gia đình có truyền thống ba đời làm nghề tráng bánh. Hàng ngày bà luyện cần bẩn thức khuya dậy sớm để giữ cho bếp thường xuyên đỏ lửa. Hơn 40 năm làm nghề, bà luyện chứng kiến bao đổi thay, thăng trầm của chiếc bánh quê mình. Dẫu vậy, bà vẫn yêu nghề và đau đáu với việc giữ gìn nghề truyền thống. Xin chào cô ạ. Dạ, ngày hôm nay con rất là vui được ghé thăm căn bếp nơi làm bánh tráng của cô. Con được biết là cô đã tạo ra những chiếc bánh tráng Túy Loan rất là ngon. Cô có thể chia sẻ một chút là tại sao cô lại tiếp tục chọn gắn bó với công việc này ạ? Cái nghề bánh này tới giờ tới cô là nó đi qua 4 đàn rồi. À, 3-4 đời luôn ạ? 4 đàn rồi. Dạ. Có rổ ra rồi, tại nhớ đỏ cực này mà nên cũng yêu cái nghề nên không hiểu nổi đâu. Có nghĩa là mình đã tiếp nối cái nghề truyền thống từ thời ông cha mình để lại phải không cô? Yêu cái nghề nên cực nó rất nữa đây mà gá mà không khoảng yêu khoảng lộn con đi nè. Dạ. Con rất là tò mò. Không biết là một chiếc bánh tráng Túy Loan ngon đúng chuẩn thì nó sẽ có cái vị như thế nào ạ? Bởi vì thực tế làm bánh tráng thì cũng có rất là nhiều làng nghề, không chỉ ở Đà Nẵng mà Quảng Nam cũng có. Vậy thì cái vị đặc trưng của bánh tráng Túy Loan mình là gì? Thứ nhất đó, là nước mắm ngon. Nước mắm rồi. Nước mắm làm ô đó, vậy cái chắc có. Mình nướng rồi mà cái bánh đòn khô mình cũng mình mở ra là ngay đã thơm nước mắm rồi. Yeah. Còn nước mắm thì cũng không thơm mấy á. Dạ. Duy nhất mày đó là bảo mày quê. Dạ. Đó ngon. Gỗ là gỗ quê chứ không có trói gỗ chứ được hết á. Dạ. Với gỗ xiệt đâu. Những đó ngon nên con biết không, gỗ này rồi mà rồi đường rồi tủa rồi mắm. Dạ. Nó đó ngon rồi. Với lại chủ yếu là cái khâu xong này. Dạ. Khâu xong này nhờ lửa mình sái mới ngon được chứ còn phơi nén là nó chưa ngát. Dễ chuyển khô có bánh đi phơi ngày nên ngày mưa có không chát chuyển khô đâu. À dạ. Cô vừa nhắc qua những cái nguyên liệu cũng phải chuẩn bị rất là công phu này, phải đúng những cái loại đó thì nó mới ngon. Đúng. Ở bên cạnh đó cô còn chia sẻ thêm một cái khâu là khâu phơi nữa. Vậy thì có bao nhiêu khâu tất cả để làm nên một chiếc bánh thành phẩm ạ? Con thấy cô qua nhiều vàng ha. Dạ. Vì lãng mới ngon được. Dạ. Mình phải trót bột lãng nhiều qua nhiều vàng mà nướng cái bánh mới xếp được. Chứ còn họ đổ gì họ quay lại là bột cũng khô rồi là không bao giờ ngỗng chơi ngát cái bánh không đã ngon. Dạ. Ở đây là còn một chiếc bánh thành phẩm để con ăn thử xem là vị bánh tráng cho cô làm như thế nào nhé. Mới cắn đầu tiên là thấy rất là giòn. Con vị mè. Mà một cái vị đặc trưng mà con nghĩ là chắc là nó cái vị từ nước mắm Nam Ô phải không cô? Nó có vị mặn nhẹ nhẹ phải không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì ra là như vậy. Vậy thì đến thời điểm hiện tại khi vẫn tiếp tục cái công việc là làm bánh tráng truyền thống của làng nghề thì cô có những cái mong muốn, những cái trăn trở nào không ạ? Cô bổng phiền với cầu kể lụm đi luôn. Mà xa này ta cái chết như nào qua bổng kể giữ cái nghề truyền thống này chẳng vui quá. Dạ. Kể tới người đủ chẳng vui đó, mình nuối hay đó mà không biết là sao thấy cái lụm không biết. Dạ. Vậy thì nếu bây giờ con muốn học cái nghề này thì cô có sẵn sàng truyền cho có con? Có chứ, cô trông lắm chứ mà con có học được không? Dạ. Cô trông lắm. Dạ vâng ạ. Cô cũng trông nhiều người hà của bốn cái tết đều phục vụ cho họ cho cái bánh nào cá. Dạ. Mà khả không lộn được, nhiều người họ kêu cực quá. Bây giờ cô cho con làm thử một công đoạn của làm bánh tráng, công đoạn nào cũng được ạ? À, cô sẵn sàng, cho con qua đây. Dạ. Càng vào những ngày cận Tết, những người làm bánh tráng làm việc gấp 3, gấp 4 ngày thường. Những chiếc bánh vẫn không ngừng ra lò trên bếp lửa hồng để phục vụ khách thập phương. Làng nghề bánh tráng Túy Loan đang dần được khôi phục bằng chính đôi bàn tay của người dân địa phương. Nhờ làm việc đều đặn, mỗi ngày bà Luyện có thể ngồi 11 giờ đồng hồ để tráng bánh. Nhưng sức người cũng có hạn, đâu đó vẫn còn nỗi lo, chưa có ai để truyền nghề nên bà phải gắng làm để giữ nghề bánh tráng gia truyền như nỗi lo chung của nhiều người dân làng nghề hiện nay.
Thưa quý vị, tình yêu, nhiệt huyết và cả những trăn trở của bà Trần Thị Luyện cũng là tiếng lòng chung của những người dân làng Túy Loan hiện nay mình còn đang lưu giữ nghề làm bánh tráng truyền thống này. Và hy vọng chiếc bánh tráng truyền thống của làng Túy Loan sẽ tiếp tục được nhiều người biết đến, có phần gìn giữ và bảo tồn nét đẹp của làng nghề truyền thống. Đúng như câu ca, Túy Loan trăm thứ đều ngon, vừa vừa cái miệng kẻo chồng con hết nhờ.